vừa đề nghị các tỉnh thành cần phải hướng dẫn người dân về quê trong dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch và không phải cách ly y tế. Trong công văn đưa ra vào ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế nêu rõ nếu người dân có biểu hiện mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm và xử lý theo đúng quy định. Trong các trường hợp khác thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, địa phương cần phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp không phù hợp. Theo Bộ Y tế, việc tạo điều kiện cho người dân trong nước về quê ăn Tết là không phải cách ly y tế, được thực hiện trên cơ sở việc tiêm chủng vaccine đạt tỷ lệ cao, mũi 1 với người trên 18 tuổi đạt 100%, 2 mũi 95,6%, mũi 3 18,6%, trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 94,1%, mũi 2 82,2%. Cách đây 3 ngày, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các địa phương là không đặt ra những biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, không gây khó khăn, không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong thời gian qua, thì nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp về cách ly xét nghiệm khác nhau với những người về quê trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tính đến ngày 21 tháng 1, Bộ Y tế đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Monopiravir phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại 53 địa phương. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam, trên cơ sở kết quả những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monopiravir cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, Bệnh viện Phổi Trung ương, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở y tế để triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ. Việc triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định, chấp thuận và đã được Bộ Y tế phê duyệt. Thuốc cũng đã được đưa vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh thành phố cho thấy thuốc Monopiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh cao. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, thì số ca tử vong trên cả nước do COVID-19 đã giảm từ khoảng 300 đến 350 ca một ngày thời kỳ đỉnh dịch, còn trên 200 ca một ngày. Chủ yếu trong số này là những người mắc các bệnh lý nền, cao tuổi, trong đó phần lớn là trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Số ca bệnh nặng giảm sâu khoảng 2/3 so với thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng 8, tháng 9 năm 2021. Bộ Y tế nhận định trong giai đoạn bình thường mới, việc điều trị COVID-19 đã thích ứng linh hoạt và thay đổi các chiến lược điều trị và cập nhật hướng dẫn điều trị qua 7 phiên bản. Đến nay, Việt Nam cơ bản đã đảm bảo kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Riêng đối với thuốc kháng virus, thời gian qua Bộ Y tế đã cấp Remdesivir, Favipiravir và Monopiravir theo nhu cầu đề xuất của các địa phương. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế nghiên cứu việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Theo văn bản được Văn phòng Chính phủ vừa ban hành, vừa qua một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được phép mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới để cùng thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các phim Việt đến được với đông đảo các khán giả trong dịp Tết. Các doanh nghiệp này cũng bày tỏ mong muốn được thử nghiệm mở cửa trở lại rạp chiếu phim tại Hà Nội trong điều kiện đảm bảo nguyên tắc các công tác phòng chống dịch COVID-19. Về việc này, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan nghiên cứu chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, đảm bảo tính thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Trong năm 2021, điện ảnh Việt và các rạp chiếu phim chịu ảnh hưởng nặng nề khi hai lần đóng cửa các rạp vì COVID-19, nhiều bộ phim liên tục phải dời lịch chiếu cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư, các cụm rạp chiếu phim ở các thành phố lớn đã đóng cửa 6 tháng liên tiếp. Có thể nói là khác với không khí sắm Tết ảm đạm của 1-2 tuần trước, thì từ cuối tuần này thì nhu cầu mua sắm hàng hóa dịp Tết của người dân đã bắt đầu tăng mạnh. Và cộng thêm xu hướng năm nay thì nhiều nhà bán lẻ đã đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mại giảm giá các loại giỏ quà Tết đã hỗ trợ thêm cho sức mua của thị trường. Vâng, và nhu cầu sắm Tết thì thực sự đang là nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình trong thời điểm này. Cái Tết đầm ấm, sung túc có lẽ là ai cũng mong muốn mỗi khi Tết đến xuân về. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghi nhận phóng sự của nhóm phóng viên VTC tại Hà Nội. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Hòa cùng chồng đã vào siêu thị để mua đồ Tết cho gia đình. Cầu sắm Tết của gia đình mình thì cũng như mọi năm thôi, tuy nhiên là năm nay sẽ cố gắng tiết kiệm hơn một chút. Thì năm nay mình thấy là các cái món hàng nó vẫn rất là đa dạng so với mọi năm. Giá thì có vẻ như là giảm nhẹ so với mọi năm đấy. Ngoài thực phẩm, đồ khô, bánh kẹo, thì giỏ quà Tết là mặt hàng được các đơn vị tập trung trưng bày.
Năm nay dự báo thu nhập của người dân giảm, các giỏ quà được thiết kế khá hợp lý với mức giá chỉ từ 300 đến 600 ngàn đồng. Đáng chú ý, khách hàng mua với số lượng lớn cũng được các đơn vị tiếp tục giảm giá. Về cái hiệu ứng Tết ấy, từ mấy ngày nay có vẻ không khí Tết hơn. Và nhất về cái giỏ quà như tôi là đang có nhu cầu mua để về Tết quê hương ấy, tôi thấy rất hợp lý, để các giỏ quà rất nhiều đa dạng. Thế là từ 300 cái 500 tôi thấy rất là hợp lý với nhất là cái sau cái đợt mùa dịch này. Đơn vị bán lẻ này cho biết ngay từ trước Tết 2 tháng, các đơn vị đã phải chuẩn bị nguồn hàng, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm, đồ uống là chủ yếu. Riêng thịt lợn, nguồn cung ứng chuẩn bị tăng 20%, thịt gà cao hơn 25% so với Tết 2021. Giá cả cũng được các đơn vị ký cam kết trước với các nhà cung cấp để đảm bảo đầu ra bình ổn, thấp hơn mọi năm, cho dù áp lực đầu vào tăng vì dịch COVID-19 kéo dài, giá nguyên vật liệu vận chuyển bị đẩy lên cao. Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng xác định là Tết thì nhu cầu của khách hàng vẫn rất là đa dạng. Và do đó là chúng tôi đã có đầy đủ các mặt hàng từ trong nước đến nhập khẩu, các mặt hàng từ cao cấp đến trung bình và bình dân. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái hướng tập trung của năm nay khi mà có yếu tố tác động về dịch bệnh. Đó là các mặt hàng mà có mức giá vừa phải, các mặt hàng mà của các nhà sản xuất trong nước thì nó sẽ đưa ra cho khách hàng cái giỏ hàng vẫn đảm bảo là nhu cầu sắm Tết và tiết kiệm được nhiều hơn cho gia đình. Và thực tế thì cho đến thời điểm này chúng tôi đang có một cái sức bán rất là tốt của những cái mặt hàng này. Các siêu thị cho biết từ nay đến 29 Tết Nguyên đán, sức mua sẽ còn tăng mạnh, đạt mức tăng khoảng 15 đến 20% so với Tết năm ngoái. Các đơn vị đã tính toán phương án hàng hóa để đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng tăng giá phục vụ bà con sắm Tết. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu giảm tiền điện nước đối với người thuê trọ, ban hành gói hỗ trợ lãi suất khoảng 100 tỷ đồng để người chủ vay vốn sửa chữa nâng cấp nhà trọ. Theo đó, sở này đã tổ chức kiểm tra rà soát các nhà trọ do cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng để cho công nhân, người lao động thuê trọ. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều nhà trọ, phòng trọ chưa đáp ứng các tiêu chí về vệ sinh, diện tích và an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ những bất cập trên, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án hỗ trợ chỉnh trang tình trạng các phòng trọ ổ chuột. Cụ thể, hỗ trợ giảm chi phí điện nước hoặc áp dụng cách tính giá điện nước theo mức giá trực tiếp với người thuê trọ. Giảm thuế kinh doanh có thời hạn đối với hộ gia đình cá nhân kinh doanh nhà trọ, nghiên cứu ban hành gói hỗ trợ lãi suất khoảng 100 tỷ đồng để các chủ nhà trọ vay vốn nhằm nâng cấp sửa chữa nhà trọ theo tiêu chí của Sở Xây dựng ban hành. Tết Nhâm Dần đang đến rất gần, nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết được các cơ sở tung ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm này, tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo hiện đang là nỗi lo của nhiều người khi mà mua sắm Tết. Rõ ràng là như vậy, và để giải quyết vấn đề này, hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện những cơ sở sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý nghiêm. Thế nhưng thì việc phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở này thì không phải là dễ. Ghi nhận sau đây tại Quảng Ngãi. Bánh mứt truyền thống luôn là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Những cơ sở làm bánh mứt thủ công dịp Tết ngày càng chú trọng đến mẫu mã, đặc biệt là chất lượng của sản phẩm. Sao quan trọng là mình rang, mình lượm cho sạch sẽ, cái hộp bánh đũa nó không có tráo. Thì bắt đầu sang mình, khi mình xay đường nó tới thì mình phải pha mè, đậu phộng vô, rồi sang mình xái gừng nhiều thơm, quế thì nó ngon, cái chất lượng của bánh đũa thì thấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở chế biến thực phẩm chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định về các điều kiện an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm thực phẩm đóng gói như bánh kẹo, nước uống đã hết hạn sử dụng, nguồn gốc không rõ ràng. Quá là không có nhãn là cũng còn nhiều. Thứ hai là hạn sử dụng, hết hạn sử dụng cũng còn nhiều. Thứ ba là nhãn tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt Nam cũng còn nhiều. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm theo quy định về an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động những cơ sở cố tình vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng kém chất lượng. Thì những cái lỗi mà đơn giản thì đoàn phải nhắc nhở, và những cái lỗi mà quá quan trọng thì là phải áp dụng công phạt. Thì công phạt ít là cũng từ 1 đến 5 triệu, còn không phạt nhiều thì cũng là 20 đến 40 triệu. Những ngày cận Tết,
nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trà trộn những mặt hàng kém chất lượng vào. Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn các sản phẩm, tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng, gây hại cho sức khỏe.